Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà vào ngày thứ hai đầu tuần. Hôm trước em đã giới thiệu đến cả nhà mình cái giải mã Lookman DA200 full thùng xốp ha. Con mà có số seri là 1055A cả nhà. Với giá bán là 22 triệu ha. Tặng kèm một cái sợi dây quang Analysis 2m. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cả nhà mình thêm một cái bản nâng cấp của con DA200. Đó là con Lookman DA250 ha. Lookman DA250. Con này cũng được sản xuất tại Nhật ha và sử dụng điện 100V. Số seri trên thùng của nó là 0054 cả nhà ha. Thì cả nhà mình sẽ cùng đi xem cái bản nâng cấp của cái con Lookman DA200 thì nó sẽ như thế nào. Ở phía dưới này là Lookman DA200 cả nhà và ở phía trên này là Lookman DA250. Bản nâng cấp của con DA200 thì trong cái phiên bản nâng cấp này ha thì kích thước của nó thì nó là tương đồng ha, hai con này có cùng một kích thước cả nhà. Và chiều ngang này là 36,4 cm ha, chiều sâu là 27,9 cm và chiều cao là 8,1 cm, nặng 5,5 kg ha. Và thì nó sẽ nâng cấp những cái gì? Thứ nhất là cả nhà mình để ý ha, ở đây thì con này thì có cái nút chọn này á, là nút chọn cổng đường vào ha. Con ở trên này nó cũng sử dụng cái nút chọn đường vào, tuy nhiên là nó có thêm cái điều khiển ha để cho mình chọn cổng. Cái thứ hai là cái phần màn hình thì nó y chang nhau, tai nghe cũng giống nhau. Cái phần mà chiếc áp cái nha, volume ha, thì con 250 nó đã sử dụng cái phần cái bộ chiếc áp của Lecua ha, để hạn chế tối đa nhất ha cái việc mà thất thoát và cái việc mà rọt rẹt ha, hoặc là suy hao tín hiệu. DA250 thì nó còn sử dụng cái mạch class A ha, mạch class A cho ra chất âm rất là hay. Và cái đặc biệt quan trọng nhất đó là con DA250 nó hỗ trợ file nhạc DSD ha, và 5.6 MHz cả nhà. Và có thể nhận tín hiệu 384 kHz ha, 384 kHz ha, 32 bit cả nhà ha. Và con Lookman DA200 thì nó không nhận, không hỗ trợ tín hiệu DSD, nó chỉ là bình thường thôi. Còn con này nâng cấp ha, nhận thêm tín hiệu DSD vào nữa đó. Thì DA250 ngoài ra thì nó còn có thêm cái khiển nữa ha, cái khiển để cho mình chọn cổng bấm từ xa ha. Cái khiển đó thì nó cũng chỉnh được volume luôn. Thì con DA250 full thùng xốp này ha, hàng của em là từ Nhật về ha, chưa từng được sử dụng tại Việt Nam. Thùng xốp ở phía trong nó gồm có cái hướng dẫn sử dụng, có dây nguồn zin. Em tặng kèm cho mình một cái sợi dây quang Analysis ha, trị giá là 500.000. Thì con này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá là 36 triệu bao ship cả nhà ha, 36 triệu. Cả nhà mình nếu mà không lấy dây quang trừ lại 500 thì còn là 35.500.000 bao ship. Hoặc cả nhà mình tự trả phí ship thì em sẽ chỉ lấy 35 triệu thôi ha. Cả nhà mình tự trả phí ship cho em thì em sẽ chỉ lấy 35 thôi đó. Tại vì con này thì mình sẽ đóng rất là cẩn thận để mà gửi đi. Đây là cái khiển zin của nó ha, khiển zin cùng với hướng dẫn sử dụng ở trong này. Cái khiển zin này thì trong đây mình có thể chọn cổng ở đây ha, chọn độ sáng màn hình và chỉnh âm lượng ở đây. Đó là cái phụ kiện kèm theo của con Lookman DA250. Về thông tin của nó ha, thì con này sử dụng điện 100V cả nhà ha, điện 100V. Công suất tiêu thụ điện của nó là 19W cả nhà ha, 19W. Sản xuất năm 2015 với cái số seri trùng trên số seri trên thùng ha là 0054 cả nhà ha. Rồi, mình sẽ so sánh các cái cổng ha. Thì như cả nhà mình thấy đang thấy ở đây thì cái con mà DA200 á ha, DA200 thì nó có đường ba lăng ra, thì con này cũng đường ba lăng ra. Con này nó có đường analog ra, thì dưới đây con này cũng analog ra, nó chỉ sắp xếp khác một tí thôi. Con DA200 thì nó có hai đường analog vào, còn con DA250 thì nó chỉ có một đường analog vào thôi cả nhà ha. Rồi, về các cái cổng kỹ thuật số,
Ở đây là đường ao ha, đường ao của con A200 thì nó có quang quang và đồng trục, thì con trên này cũng quang và đồng trục ha. Rồi đối với con DA200 thì nó có một cổng quang vào, một cổng đồng trục vào, một cổng USB vào, USB B ha cả nhà ha. Còn con 250 thì nó nâng cấp ha, nó mở rộng cho mình, nó cho mình thêm một cổng quang nữa là thành hai cổng quang và một cổng đồng trục. Cổng USB B thì kết nối với máy vi tính thì nằm ở đây. Cổng này là hỗ trợ phai nhạc DSD 5.6 MHz nha cả nhà ha, 256 ha. Dạ. Đó. Thì đó là các cái cổng kết nối của con DA250. Nó sẽ bớt đi là một cổng analog và nó tăng thêm một cổng quang. So sánh cho cả nhà mình xem ha. Dạ. Đó. Rồi, đó là các cái cổng kết nối ở phía sau của cái con 250 so với con DA200 ha. Em đang giới thiệu con này với cả nhà là cái con mà không thùng xốp ha, có giá là 21 triệu nè. Đó. Còn con này ha, con này là DA250, 36 triệu cả nhà ha. 36 triệu tặng kèm dây quang analysis, nếu mà cả nhà mình không lấy thì có thể trừ lại 500 ngàn. Cả nhà mình tự chịu tiền ship thì còn lại 35 triệu. Dạ. Giá rất là tốt cả nhà ha. DA250 thì con này full thùng xốp cho nên nó đẹp rồi cả nhà ha. Không, cả nhà mình không cần phải lăn tăn về hình thức. Không cần phải lăn tăn về hình thức ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi nghe thử một chút xíu coi thử coi là DA200 và DA250 thì nó khác biệt nhau nhiều không. Em sử dụng cổng quang cho nên là mình sẽ khó phân biệt một tí. Cái mà rõ ràng nhất á, là mình sẽ sử dụng cái cổng USB B cả nhà, đưa tín hiệu vào trong đó bằng máy vi tính ha, và phát file nhạc DSD thì nó sẽ rõ ràng hơn. Nó sẽ cho mình cái phân biệt rõ ràng, khác biệt hơn. Tuy nhiên là các bác hay thường nghe cổng quang thì mình cứ thử cổng quang đi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi nghe thử chất âm của hai con DA250 và DA200 thì nó sẽ như thế nào. Ở đây em đang dùng bộ chuyển đổi tín hiệu hoa vào 4 ra 1 của Lucman. Ở cái đường số 1 này là mình có đường số 1 đây cả nhà. Đường số 1 ha, đó là con 250 ha. Và ở đường số 4 là con 200 nha cả nhà. Đó. Và có một cái lưu ý là đối với DA200 thì mình không có khiển ha. Nhưng mà DA250 thì mình có cái khiển này ha. Mình có thể chỉnh to nhỏ, chỉnh sáng tối và chọn đường vào cả nhà ha. Cũng như là chọn cái đường giải mã nó cho ra chất âm là PCM hay là DDD ha. Dạ. Và để mà chỉnh được âm lượng ở trên hai con này thì ở phía sau cả nhà mình như lưu ý là gạt qua cái chỗ mà đường xuất âm, cả nhà mình gạt qua cái chỗ variable giùm em nha. Cái chữ fit là mình không có thể chỉnh được, còn cái chữ variable là mình có thể chỉnh được ha. Đó, gạt qua chữ variable thì mình có thể chỉnh được âm lượng cho nó xuất âm ha, đường ra, chỉnh được âm lượng đường ra nha cả nhà. Đó là cái điểm khác biệt của các cái đầu giải mã của Lucman ha. Các cái đầu khác thì không có chỉnh được. Như Pioneer thì không chỉnh được, hoặc là Marantz thì không chỉnh được, nhưng mà Lucman thì nó cho phép mình chỉnh ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nghe hai cái con này nha. Dạ. Yeah. Rồi, mình sẽ cùng nghe con DA200 trước nha cả nhà. DA200 ha. Thank you.
xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết xung vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thả dương gian đừng có chung thêm nát tan, tình đã xa xa. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay, xa cách nhau rồi. DA200 nha cả nhà. Giờ mình sẽ chuyển qua DA250 nha. Đường số 1 nè. DA250. Thôi khóc làm gì,
Lookman DA250 cả nhà ha. Và nếu bác nào yêu thích em nào hoặc là quan tâm tới em nào, xin cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Các bác cần hình ảnh thì em sẽ gửi hình ảnh cho mình. Em ship hàng toàn quốc ha. Cả nhà mình chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn phí ship. Đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng, trả tiền thì không bao ship ha. Dạ. Giá bán thì con ở trên là 36 và con ở dưới là 22. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.